Rồi em chào anh nha. Mình đang làm gì đó anh Đông? Ngồi nhớ vợ quá. Làm gì? Nhớ vợ quá. Nhớ vợ nữa, vợ đâu mày? Vợ đi đâu? Bỏ rồi. Bỏ rồi nào? Bỏ năm tháng mấy rồi. Rồi anh nuôi mấy đứa con rồi nè hả? À. Đứa mấy tuổi? Đứa 9 tuổi, đứa 4 tuổi. Rồi bữa nay anh mặc đồ chỉ ha luôn hay vậy? Dạ, nhớ quá. Mặc đồ nào tới giờ? Lâu rồi. Ngày nào mặc chứ hả? Dạ. Sao anh vợ đi anh không có kiếm gì hả? Có kiếm không gặp. Không gặp nha. Anh hình như gấp quá hay gì mặc gầy nút thấp nút cao kìa. Nhớ quá hay gì? Được, tối có ôm thử không? Không. Bằng áo thôi. Bằng áo ha. Rồi anh mặc bộ đồ. Cái bộ đồ này là hay chưa? Áo này của ai hả? Người hàng ngày cha con là bạn cái áo này gì đó hả? Thầy ơi, vậy là anh nhớ dữ lắm luôn đó anh Đông. Rồi anh có gì bên vợ kiếm chưa? Không, không biết chợ, không biết chợ kiếm. Thầy, vợ anh là đi cách đây là mấy tháng rồi anh Đông? Năm tháng mấy rồi? Năm tháng mấy ha. Vậy là mình đã đi tìm những đâu chưa anh Đông? Có đồng xuyên á, tìm 2 ngày một đêm á. 2 ngày một đêm ha. Mà lúc đó mình đi tìm mà mình có cầm cái bảng gì không? Không. Mình thì chạy tới lui đi tìm gì đó ha. Rồi vợ đi rồi có đem đồ gì theo luôn không Đông? Không, không, áo không. Áo không gì ha. Rồi cái thường là mình nhớ vợ là mình xuống sông rồi mình luyện đá gì đó hả? Cái đó là mình luyện mình điếm điếm mà hay sao điếm nói là kêu vợ về hay sao? Dạ đúng rồi. Lý do sao vợ đi vậy? Để làm hồ lắm, nước đâu. À lúc đó là anh đi làm hồ rồi khi về nhà là chị đã bỏ đi rồi ha. Rồi có đi kiếm rồi chưa? Có kiếm rồi, tới lần tiên 2 ngày đêm. 2 ngày đêm luôn ha. Dạ anh nhiêu tuổi? 47 tuổi. Rồi anh nhiêu tuổi? Có 27 tuổi lộn. Giờ 27 tuổi. Rồi anh nhiêu tuổi? 43. 43. Rồi hồi đó vợ chồng sao quen? Từ cái làm hồ á, gặp quen, vợ chồng trước. Vợ trước hả? Dạ. Chồng anh nói sao? Vợ chồng trước, vợ chồng trước. Không có vợ chồng nói sao á? Mày cũng biết quên. Quên ha? Dạ. Rồi anh mặc đồ của bá gì anh thấy sao? Thì bạn có động, con nói bạn hoài không, bạn đồ có ba đi. Bạn đồ mẹ ơi, con nhớ mẹ, mẹ bạn được sao? Rồi nhớ bà Đinh Nội dữ gì đó hả? Rồi chắc cái này là ghiền cái mùi của bả hay gì nè. Bả tên gì? Vũ Thị Trang. Vũ Thị Trang. Quê anh ở đâu? Quê ở đây luôn. Quê ở đây hả? Quê vợ vợ chú khách hả? Dạ. Rồi có một bà vợ kiếm mới không? Không biết chỗ. Không chỗ luôn. Không biết. Gì đứng có người từ ấy dẫn có qua gì bà vợ không? Không. Hai đứa này cũng không biết ngoại nó đâu luôn. Không biết. Giờ chưa có gì vợ lần nào hết trơn? Chưa. Ngày nào anh cũng xuống đây anh mặc đồ anh móc đá móc đất tình dục dưới sông vậy đó hả? Dạ. Dục mình cảm giác hay sao? Thì thấy hoài bút nồng cục mình vô mình nghĩ. Bút nồng cục mình vô nghĩ ha. Dạ. À, giống như anh nói liền là vợ về vậy đó hả? Dạ. Rồi. Này giống như là tâm linh hay gì nè. Kêu sao? Kêu vợ về thấy nó mới nhỏ. Vợ về nó mới nhỏ ha. Anh chậm mày làm nói chuyện khóc luôn rồi là tối nằm đêm mặc đồ bả có khóc không? Có chứ. Khóc làm sao? Ừ, rất mắc vậy mắc ha. Rồi mấy đứa bé này có nhớ mẹ nữa không? Có. Cha nhớ mẹ không trai? Nhớ. Nhớ hả? Lại ngồi với cha nè con, ngồi sát với cha nè. Cha ừ. Kêu mẹ về coi con sát vô ba. À, ngồi sát với ba cái con đó. Rồi con kêu mẹ về coi. Rồi đàng hoàng lại xếp bằng lại coi. À. Rồi. Con nói đây. Con nói đi mẹ đang chụp coi thấy được mẹ. À. Kêu lớn lên kêu mẹ về với con. À. Rồi anh có nhắn lên. Nhắn gửi vợ gì không? Kêu vợ về nó mấy nhỏ thôi không nhắn gì hết. Ui cái đứa nhỏ ha, về có ở lại chung với anh không mà làm sao? Thì cái về được thì ở chung ở cũng ở riêng ở. Nói chung có riêng cũng được ha. Nói gì nuôi tiếp con thôi. Thì bữa nay thì em tới đây em biết cái gia đình của em là chuyên gia mặc đồ của vợ vậy đó. Thì em gửi cho của
chị ăn chằn ở bên Mỹ ha, để cho anh mua đồ cho mấy đứa con anh ăn nha. Chị ăn chằn ở bên Mỹ cho anh gửi cho anh chịu nha. Cố gắng nha anh, cố gắng vượt qua ha. Rồi từ ấy giờ mình vợ mình đi với mình có quen ai không hay là ở vậy? Ở vậy có quen ai đâu. Anh có làm gì vợ anh không? Không. Đâu có làm gì đâu, đàm hồ về mất tiêu, tiêu mất tiêu. Trước đó mình không có làm gì cho vợ buồn ha. Dạ không. Là bình thường là hai vợ chồng sống với nhau vui vẻ không? Vui. Đập mũi dính chán kìa. Rồi nhiều khi vợ anh có nói với anh là sống khó khăn quá này kia rồi không, có muốn đi xa gì không? Vợ hả? Ừ. Vợ không có nói gì. Không có nói gì chân à? Dạ, không có nói. Tự nhiên là bỏ đi kia vậy luôn hả? Không à. Nhớ vợ mà mặc áo gầy chưa có đứng nút luôn. Rồi đêm nào anh cũng mặc hết. Ngày ủa ngày nào cũng mặc hết. Ngày nào cũng mặc chiều đâu, các bạn ơi. Mà anh mặc thì anh đi về dậy sớm này, người ta có nói gì không? Đâu có gì sớm đâu, không nhận ra lâu rồi vô rồi. Nhận nhà ha. Mà người ta đi ngang qua lại người ta có nói gì không? Không. Không ha. Chắc người ta biết anh nhớ vợ quá rồi mình thương mến vợ quá rồi mình lấy bộ đồ mình bận ra vậy đó ha. Rồi bây giờ anh làm gì, anh nuôi hai đứa bé? Thì con lứa con hồ đó, đổ đất rồi. Người ai nhà giữ nó? Thì cho nó học. Rồi đứa anh mặc quần xanh áo bông hả? Rồi mặc hai thứ ha. Rồi đứa lớn này học lớp mấy rồi? Lớp 3. Rồi đứa nhỏ? Mẫu giáo ha. Nó hết tốt rồi ạ. Thì mình đi bằng hồ hay là đi giăng lưới gì đó là đủ sống không anh Đông? Cũng vất vả. Cũng vất vả ha. Rồi có khi nào mà công việc nó có bấp bênh không hay là có thường xuyên có việc làm không? Làm cái ngày 2-3 ngày có nghỉ hoặc nghỉ nhiều. Nghỉ thì nhiều. Như là bấp bênh rồi. Anh có nhắn gửi gì cho vợ anh không? Không để anh không nhắn hả? Dạ không nhắn. Đó con gái vô đây coi. Buồn quá hay vậy? Nhắn nó về nói không được. Nó không được ha. Không được. Nè con kêu mẹ về đi con. Kêu đi, nó mẹ ơi về với con nhớ mẹ. Hai đứa này đứa nào giống mẹ đó? Hả? Đứa nào giống mẹ? Con gái. Con ha. Nè gái. Con nhớ mẹ không? Đó, theo nó gật đầu đó. Nè gái nói con nhớ mẹ về với con. Nói đi con. Mẹ về với con đi mẹ ơi. Nói mẹ về với con đi mẹ ơi. Kêu kêu mẹ đi. Chắc ở với bà nó biết nó quen rồi. Ừ. Rồi đâu anh đứng vậy em coi tướng tá anh mình lộn thì sao? Rồi quay sau lưng lại coi. Ừ. Cũng đẹp trai đó chứ bộ à. Trai ha nhưng mà cái kiểu nó lép. Rồi đứng vậy rồi Hải. Ừ. Đồ là ngày thường là vợ mặc đó ha. Ừ. Rồi Hải ơi, hai cha con rồi con xuống đây với cha luyện đá để đi kêu mẹ về hay gì Hải? Điếm thời gian nội ơi. Điếm đá điếm thời gian nỗi buồn á, nên trội đá để mà chơi đi nỗi buồn á. À, không nghe được nước nữa nè. Nhìn cha nó cũng cừ được rồi. Nhớ con nhìn cha cũng cừ. Cha đẹp trai không con? Hãy nhìn cha đẹp trai không con? Em mua đồ cho ăn nghe. Dạ. Ở đây mà nhân lưới đâu? Dưới sông hay gì? Ở mà buồn quá. Buồn nha. Cố gắng đi anh, từ đi rồi nếu mà vợ anh xem được thì vợ anh nó về. Thì cũng mong là sau cái video này của mấy anh em á thì chị Trang là xem được cái video là cái sự chân thành của anh Đông. Đó là xem được cái video này thì có thể liên lạc với anh để mà về. Nhưng mà ví dụ như chị đi về là anh có lỗi lầm gì đó mình có tha thứ hay không anh Đông? Mình đó làm tha thứ không? Tha thứ luôn ha. Bây giờ anh có câu nào không? Nhắn với vợ anh đi. Ừ, nhắn một câu vài câu coi. Kêu chị kêu em về với anh. Vợ về với em với anh đi. Anh nhớ em lắm. Nhớ em nhiều quá. Ừ. Không có ngủ mình khóc không? Thôi gật mắt thôi. Gật mắt nha. Bây giờ anh mặc một cái bộ đồ và anh thấy cảm giác làm sao? Nhẹ, nhẹ lòng không? Cũng nhẹ lắm. Có hơi không? Hả?
Rồi thường ngày nếu mà có ngày nào mà mình không có tiền rồi mình ăn uống gì như thế nào anh Đông? Tiền cũng có khá đó. Không có quẹt ăn. Ở đây mình giăng lưới hay là ngoài hè bắt cua bắt cá đâu có không? Hải con có thường đi giăng lưới bắt cá với cha không? Có. Đứng vậy nè, nói chuyện với mấy cô nè. Ừ. Con học lớp mấy rồi? Giỏi không? Lớn rồi đó, chuẩn lên. Bây giờ mình đi lên nhà anh của anh ha. Ừ. Nhà đâu? Dạ. Đi lên nữa. Ừ. Nhìn lên cái này mà đi anh Đông là theo Đông lên nhà nha. Có mặt hình trong đó hả vậy? À. Có không? Dạ anh tướng không? Anh đi giặt thiệt chứ. Nhớ rồi ha. Con bị lưới đi giăng hay hả? Dạ. Con bị lưới luôn vậy hả? Ừ, ngôi nhà của Khang Trang đó ha. Nhà này là của bên ấy á, bên khu dân cư người ta cho đó. Ừ. Có hai chồng ngủ ở đâu? Ở trong phòng. Đó, phòng đâu không, không đâu. Nhà giờ không thấy có gì cho nên đâu. Không có đâu. Ngủ này hả? Không có niệm gì chứ ha. Không có chiếu quá. Không có giường luôn. Rồi tối rồi bây giờ không có bả rồi anh ngủ mình đây hả? Anh với hai đứa con. Ngủ chung với hai đứa con nha. Rồi bởi vì lấy đồ bả mặc ở đây ha. Ngủ ở đây rồi kiến đồ nó lên là sao, nó cắn là sao? Có kiến thịt nữa. Nó gắn nội bò là sao? Vậy là có gắn. Đồ đạt gì? Em không thấy đồ của anh chân anh đâu. Có mấy cái hả? Có mấy cái hả? Bởi vì mà nhớ bả lấy đồ bả bận luôn đó ha. Bữa nay mình ăn cơm với gì anh đâu? Cơm... Thịt tao ha, tao lấy cho mấy em coi cái. Nay gia đình mình ăn được ăn cái gì? Ồ, vì bữa hổm cho tiền rồi mua cho thịt kho ăn đi ha. Sao nó vàng nghính nữa? Không nghệ. Không nghệ. Thịt mà không nghệ hả? Cam màu bạch tôm. Ờ. Có gì nữa? Ngoài thịt này có gì nữa? Để mua cho các con ăn nha. Dạ, mua cho nhỏ. Nhìn anh Đông thấy tôi nghẹt quá trời luôn. Từ lúc vợ đi bà, lúc đó bà đi anh không hay gì chứ ha. Không. Ừ. Không biết nguyên nhân sao vợ đi luôn hả? Không biết, làm đi là 2 giờ, 4 giờ mấy, 5 giờ cũng về tay. Cũng như theo anh suy nghĩ là anh có nghi ngờ vợ mình có người mới không? Không biết. Không biết luôn hả? Đi làm có ngày. Tại bà nhỏ tuổi hơn ổng nhiều. Chị ở nhà có xài điện thoại đồ nhiều không anh? Không. Có cái điện thoại bên đây cũng lấy theo rồi. À vì là vợ không có xài điện thoại luôn. Không. Thì có nguyên nhân gì đó hay là sau đó rồi vợ mới bỏ đi. Có thấy bà nói chuyện nhai không? Không biết nên không gần không có. À có nghĩa là sáng anh đi làm thì sáng mà 6 mấy năm năm mấy đi rồi. Cái áo bao còn treo nó rồi sao đồ gì không? Áo màu trắng đó. Rồi hai vợ chồng có đăng ký kết hôn gì không? Không. Không gì cũng như là giờ cũng như là bạn ai nấy đi rồi đó. Được ai nấy đi rồi đó. Cũng không có ai còn liên hệ với ai nữa. Rồi vợ anh là quê ở đâu vậy anh Đông? Nhà quê đâu? Hà Nội mấy á. Trời ơi. Ừ. Hà Nội rồi sao quen nhau? Đó đi đồng hồ á. Đi đồng hồ rồi quen nhau tới giờ đấy ha. Bởi vì xa quá trời xa rồi sao biết đường đâu tìm. Lỡ vợ về ngoài rồi sao tìm? Rồi chắc đây cũng là cái duyên số rồi đó. Duyên số của anh rồi đó. Cố gắng lên đi rồi cố gắng làm để mà nuôi con. Người quen đây có cái chị nào muốn vô chăm sóc vợ ngoái chăm sóc hai đứa con là chịu không? Không, nhưng mà hai đứa được rồi. Không có cái chịu của vợ mới không? Ừ. Chịu không? Không. Mà người ta thấy đẹp trai quá, người ta thích là sao? Nhưng mà hai đứa nghèo hoặc thì thấy bà nó
Rồi bà gì mà bà làm vậy cũng làm tiếp tiếp anh mà. Vì giữ con cho. Ừ. Được không? Chịu không? Không nha. Bây giờ thì cho suy nghĩ đó. Biết đâu duyên anh tới thì sao? Tại vì ổng bây giờ ổng còn thương bà, ổng mặc đồ bà. Đúng rồi, dễ ổng lắm à. Thương lắm. Dễ gì ổng chịu đâu, chịu người mới đâu. Thường thường hai chồng còn dữ dội không? Hả? Sức khỏe đầy đủ không anh Đông? Sao coi vậy? Vậy nè. Là sao? Còn gì không? Hay là sao? Trời làm vậy đâu có anh ngủ chung đâu, ngủ riêng mà. Thôi ơi, ngủ riêng anh ngủ đâu? Trước đó. À có nghĩa là ai chồng ngủ riêng không ha? Ngủ riêng không? Bỏ đây, bỏ đi phải rồi. Đi phải rồi. Sao ngủ chung mà ngủ riêng? Ngán hay gì? Hả? Khoảng thời gian không đâu. Anh phải tâm anh phải chia sẻ ra cho khán giả rồi tao biết. Ừ. Đó, lý do sao mà nó ngủ chung mà mình ngủ riêng, vợ chồng nhau mà đi làm hồ về thì không ngủ riêng. Ừ. Tại mình không thích ngủ chung với sao không thích được. Cũng như là anh ngán rồi ha. Ngán không? Ngán ha. Ừ. Ngán nó ngán. Ừ, ngán mà nó ngán. Ngán nữa. Bỏ đi phải rồi. Ừ. Vậy là đúng rồi ơi, mày ngán không? Thì nãy giờ hỏi cái lý do gì vậy? Ừ. Có lý do, phải có cái lý do mới được. Có nghĩa là ổng không muốn ngủ chung rồi bả mới bỏ đi. Ừ. Bây giờ phải kêu bả về đây anh mà hết ngán rồi. Ừ, nói vậy đó. Giờ anh thèm mới rồi. Rồi lúc đó là bả có kêu anh vô ở chung không? Thì kêu rồi, có kêu rồi không vô ấy. Ừ. Có nghĩa là tối vẫn có kêu. Bả kêu vô. Anh ơi vô với em mà ổng mong mày không vô. Ừ. Như là không nổi hay gì, yếu hay gì, ngán ha. Tại làm mệt quá, giờ làm không nổi đâu vậy. Ừ. Nói chung mình giữ gìn sức khỏe đúng không anh Đông, đặng ngày mai mình còn đi làm nữa hả? Rồi không lẽ trong tháng mà không ăn được con sò hả? Tại từ nào chủ nhật có nghỉ đâu, có nghỉ đâu. Vì là không, vì một tháng cũng không ăn được con sò nào hết trơn. Bà đi mấy tháng rồi? 5 tháng mấy. Đi lâu rồi. Đi có người khác rồi không nội ơi? Vì là chắc có người khác rồi. Sao mà vợ chồng không ngủ chung bao lâu rồi anh đâu? Thì 4 tháng mấy rồi không có ngủ chung nữa. À, 4 mấy không ngủ chung. Tẩm bổ rồi kia hơn một tuần ít nhất cũng phải ăn được 3 con sò huyết. Đó. Là hạnh phúc gia đình mới có, đúng không? Còn này anh tháng mà anh không ăn con sò huyết nữa hết trơn mà. 4 tháng mấy? Ừ, 4 tháng mấy rồi. Bà kêu cô, bà kêu vô mà bà nấu cho ăn mà còn không cho, không chịu nữa. Nghỉ làm hồ hương rồi nè, mấy ấy nè. Nói chung là vợ chồng mà. Rồi áo này bà mua hồi nào? Ta cho, bà mua đâu. Đồ này người ta cho ha? Cho không. Mặc quần ống túm rồi ha? Người ống túm. Dạ, vợ cao không? Vợ lộn chỉ nè. Được giá ha? Mít mấy? 6 mấy gì hả? Ờ, mấy 6 mấy mà mấy cao không đó. Gì? Cao hơn cao hơn anh không? Cao hơn anh không? Lụng hả? Lụng hơn cái gì? Tới đâu tới dai không? Lấy ơi hả? Ơi. Mét 4 gì? 4 mấy 50 à. Ờ. Cỡ mét 4 à. Không chừng vợ anh buồn anh kiếm chỗ nào cho anh kêu về đó. Chắc bà giận mới đi đi vài tháng thôi. Bây giờ chỉ cần mà anh nói là em ơi về với anh đi thì anh sẽ hạnh phúc gia đình của mình trở lại như xưa rồi được. Nhắn gửi chị đi. Ừ. Nói tại vì công việc của anh mệt quá. Ừ. Nói em cũng không cảm với anh tại vì công việc của anh nó làm hồ nặng nhọc rồi kia đó. Rồi khi nào mà anh hài thảnh hơn anh nghĩ gì đó anh bồi giờ bổ vô rồi lúc đó là anh sẽ cho em niềm hạnh phúc. Cái gì nhắn về cũng vậy, cũng vào bữa không đi nữa hả? Không đi mấy lần rồi? Thì lần này hai lần gì đó. Ơi, đi hai lần nữa, hai lần nữa nhắn nhở về cũng đi nữa không? Ừ. Có nghĩa là cái ông này ông không có cho ăn hải sản nhiều nè, bởi vì ba đi hoài. Ừ. Anh phải cho ăn hải sản nhiều vô chứ, người ta cho ăn hải sản không đó, không cho ăn hải sản là bỏ đi hoài phải rồi. Đồng nói từ mà bây mình... giờ cho ông vậy cũng đi vậy. Đi hả? Bà cũng đi tại hết thương rồi ha. Hết thương. Hết thương ha. Nhà nói ổng còn thương nè. Đứa ổng thì ổng còn thương quả đó. Nhưng mà bả thì hết thương mới dặn bỏ đi rồi. Miễn thương á. Thương mới nhỏ thì nó điện rồi. Không? Ừ. Khóc luôn rồi. Ừ. Không điện gì luôn ha. Không. Rồi anh có điện được không? Không có điện được đó. Ồ, khóc luôn rồi. Vậy chứ đi nhớ lắm chứ. Nhớ. Cảm giác anh giờ thấy làm sao? Buồn hả? Buồn. Nói đến mạnh. Thường vợ tâm sự gì chứ anh?
Không tâm sự đâu. Không tâm sự ha. Lúc trước nếu mà nghe anh kể giống như là hai vợ chồng không có cái tiếng nói chung hay sao. Đi làm về mà nay nó ngủ vậy, không có ai nói chuyện nhai đúng không? Thì anh không chịu. Ít có thấy không? Anh không chịu ngủ mà. Với lại anh không có chịu cởi mở hỏi em ơi bữa nay ở nhà em làm gì gì thì kia gọi bà vợ cũng không hỏi rồi anh ơi đi làm có mệt không rồi kia không ai hỏi ngay. Làm gì đưa tiền cho ai? Đưa cho vợ. Như vợ hết ha. Rồi không đi túm cho luôn. Túm không còn mà nè. Đi không còn đi bạc luôn. Đi bộ không đi xe? Chắc đi xe sớm á. Đi là giờ anh lấy hết bao nhiêu tiền của anh? Đâu có mấy triệu. Mười mấy triệu luôn hả? Mười mấy triệu đến cách sau làm cầu đó. Giờ cắt được. Tính cách cái bồn cầu đó ha. Cái toilet. Đi em đi hết luôn. Dạ. Rồi giờ cắt bồn cầu chưa? Không còn tiền không cắt. Nhà này mà đi gần trước đi cho nó hóng anh ấy.